Happy xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn ơi, Happy mới tỉnh dậy, cái Happy thấy Happy đang ở trong một cái khu mà có cái bà này. Happy thấy đó, Happy rất là sợ luôn, mà Happy đang có một mình thôi hả? Nên Happy quyết định rủ bạn Happy qua đây. Hello Happy. Happy không phải rủ láo qua đây để hello mà là để xin chào. Wow, xin chào mọi người. Lá là lá đây, hôm nay lá sẽ đi lá nha. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì chưa? Lá đã có tiền mua đồ xịn nè, Binh Chơ Linh. Wow, biết sao không? Binh Chơ Linh. Mọi người biết sao không? Hôm bữa lá quay lý với Happy, xong rồi mọi người like quá trời, xong rồi lá có tiền lấy đi mua đồ á. Đúng rồi, ơi ai nè, tên là Binh Chơ Linh. Wow, Binh Chơ Linh, Hello Kitty. Hello Kitty. Đó là Hello Kitty. Thôi giờ mình hãy chống thoát khỏi đây, mình đừng có lau nhoi nữa. Ok Happy. Okay, bạn nhấn cái nút này để báo động, để báo động lên đầu lá để cái đùng kẹt cái thằng đùng cái đi thôi. Lá im lặng, im lặng nó ơi. Lá có thấy gì chưa, cái bà này mở không? Ui dễ thương quá. Cứu xe vậy. Ôi, nhìn cứu xe. Nhìn cứu xe vậy. Nhìn dễ thương quá ai ơi. Nhìn cứu xe vậy trời. Nhìn giống lá khi già đi. Thôi đi nè đi ơi. Cứu xe quá. À không phải cái cửa đó đâu. Phải đi đi nè. Ok, mình mở ra cái đung rồi mình chạy vô đi ơi. Lá ơi, cứu người, cứu người kìa. Oh my god, mình đây đó. Đi xuống kia, đi xuống kia. Ê, bà kia bán gì kìa. Hello. À, như này lá. Đây là bạn của lá hay gì vậy? Đúng rồi. Và bây giờ có bạn của Happy nữa, nên bây giờ Happy sẽ rủ bạn của Happy đi chơi, đi chống thoát khỏi đây chung nha. Đi nè. Ok. Đi nè. Đây. Nhìn cái bảo tím này giống, nhìn giống lá khi già đi quá. Lá nhìn lại bị giả hơn. Thôi đi nè Bi ơi. Thôi đi nè tí đùng. Đi đau bụng luôn á. Đi bên này mà. Bị bệnh, nó bị bệnh. Ủa cái đó hả? Ai bé, ôi bà kia té nè Bi ơi. Vui quá ha. Bạn đi độc quỷ. Ok ô. Bi ơi sao lá lên được đây? Thì bằng cách lá nhấn nút lá độc quỷ. Không được. Sao lá không lên được? Không lên được đâu. Ủa Happy đâu? Happy đây nè. Rồi để Happy xem chỗ lá thử coi. Ủa như lá đi sai chỗ sao Happy? Đây nè. Tự nhiên khỏi chỗ nào để đi lên cái cây vậy. Ôi lá lá đi rồi. Lá đi ngược. Nè à, đợi lá với Happy ơi. Ủa sao nhấn nút mà không được ta? Từ từ nhấn nút, đợi từ từ nó mới hiện ra. Thấy không, nó hiện hình rồi kìa. Ok cái đùng. Cái đùng. Ok nhấn giờ lá đi trước Happy luôn. Ha, lá đi trước Happy. Cái này là cái ống thông gió để Happy đóng cửa lại. Happy thông gió cho lá giống cái bà hồi nãy ha, bà tím tím. Ống nước. Này là mấy cái ống nước, cái này là cái ống hồng khói á. Thôi, ống sông khói, đem thịt sông khói đi cho mình. Ê, Happy đi ngược được, oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Ở lá ơi. Lá tụt xuống cái hố rồi. Thì lá đang ở trong bathroom. Ôi, có bà già. Từ từ đứng yên đợi Happy với. Đâu rồi lá đâu rồi. Bà già nghe của ở đây kìa. Đó rồi lá rồi. Bà nó đang dí lá rồi. Bà này đang... Bà thấy bà dí lá. Bà lấy cái cây gì bà tọt cái nước bà hả? Tốt tốt rồi bà. Bà dí nè. Ê bà dí mình bệnh chứ hả? Bà biết mình giống bị tai biến quá. Bà bị bệnh hả lá? Yeah. Ê bà bị bệnh hay gì vậy? Lá nhìn bà chạy nhìn bệnh. Lá đang bị bà cho ăn rồi. Biết không sao không? Nãy lá treo đùa bà á. Mà bà cho lá ăn. Treo đùa. Có phải anh đang treo đùa em bé không? Lá đúng rồi. Lá đang chạy run run nè. Chúng bị run. Ủa sao bị run xong rồi nè? Bị vô cái cửa nè. Wow. Chúng ta lộn cái cục gì nè. Tóc tóc rõ rõ. Cục tóc tóc rõ rõ. Còn mày ôm mấy con. Yeah, my nature. Oh my god. Lá chưa có qua được. Oh my god. Nhìn lá mắc cười quá. Oh my god. Từ từ. Ngã cục của Happy rồi tại lá. Ê giờ mình tiên của ta sai. Cái đùng. Lá nhảy cái đùng. Ê rồi Happy rồi. Gia sơ chắc chắn như vậy. Gia sơ có cái gai rồi. Nghĩ sao chứ là không như vậy. Nhìn lá bệnh lắm luôn á. Lá bị tại sao? Tại vì biết không. Wow. Thấy bị bệnh á. Happy mới biết là lá bị bệnh á. Wow. Ở đó thấy không? Bị bệnh tai biến hả? Vô chạy mở cửa rồi nè. Lá vô rồi nè. Ai lại kêu đi? Đi nè. Đi. Thôi
Thôi kệ nó đi, mình đi trước đi. Ok. Thôi mình đi nè cả nhà ơi. Ok, trời sập rồi á. Giúp ba te. Nhường Happy đi trước đi. Quay giật hộp đồ vậy. Trời sập rồi Happy ơi. Sập nhà rồi, tóc tóc rồi mà. Ê, sao nó mở cửa được? Ê, lá ơi. Hả? Nè, cái hình như đây là cái ống á lá. Ống nước để chúng ta đi đi chơi. Không, đây là cái ống gọi là xì tin. Thôi mình đi lu la càng. Happy ơi, đang lu la càng mà Happy đâu? Happy đâu? Happy không biết. Happy đâu? Happy đâu biết đâu. Happy đâu biết đâu. Đâu? Ủa gì kỳ vậy, Happy không đợi lá ơ. Đâu, Happy đứng, Happy đợi nó nãy giờ mà lá hỏi Happy đâu. Ê, lá đứng nó đợi nè, bạn nó tới kìa, nó tới đây đây. Wow, đâu? Oh yeah, bạn nó đã tới. Thôi, giờ bạn bận quá. À, bạn sau lưng Happy còn bệnh hơn nữa. Nè đây nè, bạn trước mặt của lá còn bệnh hơn. Tèo. Sao mấy bạn nó đùng. Sao mấy bạn nó dễ biến mất tiêu quá, tự nhiên đang đứng biến mất tiêu vậy. Đúng rồi, nhưng chắc là bị á do mà te. Kệ, tự nhiên giờ xuất hiện ra quá ta heo. Happy biết không, nãy nó đang đi rất là bình thường, cái lại bị té cái đùng. Ai, nó đi lộn đường rồi kìa. Lộn đường. Đây. Rồi đi sao? Đúng rồi, đó đi đường đó đó. Rồi nhảy lên cái cục đó đó. Rồi xong rồi lên cái hành đó. Đúng, mẹ té. Sợ quá. Lá nhìn em, lá nhìn Happy nè. Nó làm gì? Đâu, nó làm gì? Nó làm gì? Nó làm gì? Kẹp mấy tật ở đâu, nó nhìn Happy nè. Gì nó ghê quá, Happy ở đây nè, run run run. Trời này lá lượng cũng làm gì vậy? Ê, đừng á.
lọt khe. Trời ơi trời. Đó đâu tại đó. Tại Hebi á Hebi ơi. Này báo quá. Này đứng trên đầu của Hebi. Ôi. Đó tên là lỗi Hebi tên là giờ lá đi trước ơi. Lá không? Ủa Hebi đi trước ai nhờ? Ừ. Nè Hebi đi. Ê cái đùng cái đùng cái đùng. Ngồi đi ngồi đi Hebi ha. Cầm mỏ mày. Trời ơi thắng rồi. Ê bà già kìa. Bạn lá kìa. Mày chưa biết gì nhanh lên. Bà già bà dí kìa bây ơi. Ôi trời ơi rồi. Trên nít nhanh lên chạy cái đung. Nó chạy mới đâu rồi đứng quay mặt đây coi. Trời ơi đừng có đẩy ai. Mã mày kia kìa. Đây nè bây ơi. Ơ té. Ủa ơ là mình phải. Ôi mình bị té rồi. Ê mình đi lộn. Ê mình đi lộn đường thôi. Thôi mày mới đi trên cái đường rõ, đường ray luôn đó. Ê trời ơi, Hebi, là Hebi ấy. Đó rồi nữa, thì dưới té. Mình phải. Ôi. Đi tới cái đường, ừ, Hebi thắc mắc. Ủa sao cái chỗ tự nhiên thấy chỗ này nhìn quen quen ta. Ừ đúng rồi, ừ cái chỗ nãy á Hebi. Cái chỗ nãy mà mình lên cái chỗ ấy. Hebi ớt chưa? Hebi lọt khe nè. Ui, nó ra cái màu gì vậy, sắc cầu giòn á. Cái lọc, sắc cầu giòn. Yama. Lọc. Ơ, Yamaha. Yamaha. Cái lọc lọt khe. Yamaha. Ơ Yamaha. Ơ cái đùng. Giờ lát sẽ đi trước Hebi đây. Ok nó đi trước đi. Ok luôn. Ồ hại nha. Ơi Oni-chan. Chắc không nhớ. Oni-chan. Oni-chan. Giờ lát đang đi sau Hebi trong rồi. Hebi nhồn. Ê. Chào. Nè Hebi nhồn lát luôn à. Ê. Đó không nhồn cũng không đi được nữa. Rồi mà đòi đi trước. Ê Hebi đòi đi. Lá sẽ trở thành khứa xanh và chỗ dậy và sẽ khứa xanh cao 2 mét. Anh cùng con này khứa xanh này có 1m35 mét 4 nha thôi. Rồi này 1m35 mà ôi hay vậy ơi. Vậy là Hebi có 1m53. Ôi gì. Ôi là 1m4. Ủa thiệt không giùm em. Thiệt chứ. Là 1m4 rồi. Là uống thuốc tăng chiều cao. Uống thuốc. Ê, vậy Lá là đệ tử của anh khứa áo xanh. Đó là anh khứa lộn chị khứa áo áo á, sao là anh? Không có chị, không có chị, chỉ có anh. Chị có nhóc anh. Khứa. Không, Lá là nhóc khứa áo sao lắm. Lá là kid hả? Lá là kid áo xanh. Đồ. Kid áo xanh. Hebi. Thôi đừng khi những người khác. Hồi đó Hebi cũng là kid. No no no, đừng có vô cái tường. Đừng có giải thích không ghét. Cười. À. Đó thấy gì đâu đúng không? Hebi ơi Hebi. Hả? Đó Hebi. Một ngày Lá đi chơi net 200. Một ngày Lá đi chơi net 200 phút. Hỏi 10 ngày Lá đi chơi net bao nhiêu phút? À, Lá đi chơi net 199 thôi. Lá đi 199 tiếng. Một cái cái cái. À. Quậy em à. Ê xuống đây. Ủa anh sai chỗ rồi kìa.
mà. Ủa sao nó không cho mình xuống mà nó cứ đẩy lên mà. Nó bị lộn đường rồi kìa, người ta đang chạy. Sao? Đi đường này đúng rồi mà. Ủa gì kìa, người ta mình chạy rồi, nó tới phía kia là đúng rồi mà. Nó bị bỏ hết sự khớp á. Đi ra. Trời, Happy tới chỗ rồi nè. Hả, cái gì? Ẩu rồi đó. Nghe bị đập xe thúi gì vậy? Thôi ẩu rồi đó, không phải. Ủa lá địch đó, lá ống xong rồi lá địch đó, cái lá nói Happy đó được. Ôi, thôi. Kè bà, ê, bà bài, già bài của lá bà già vậy? Mà chê đưa đen. Ê giúp bạn của lá mà thấy ghê quá đó ơi, sợ quá giúp bạn của lá luôn á. Nè bà muốn kim tiến rồi, bà muốn kim tiến bà văng kìa, rồi bà đích kim tiến văng 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 bà phọt đờm. Ơ bà phọt đờm ơi lá ơi phọt đờm bây giờ. Ơ bà nộp quá. Hai bị thật chiến thắng bà nè, bà có cái một đồ đen đi. Ê bà ngỡm rồi nè. Happy ơi, biết sao không, nãy lát giết bà, bà là lộn, Happy làm bà ngỡm rồi mà tự nhiên bà ngã xuống Happy là bị mất nửa thanh máu luôn á. Ồ vậy hả? Đúng rồi, thôi bây giờ mình đi lấy cái xe màu hường nè. Ờ hình như xe này là xe của Happy nè, Happy đóng trực thăng, Happy đáp xuống nè, của Happy. Happy đừng có xạ, phù lá nghe Happy ơi. Thôi của Happy lá không có, lá không có cửa đâu, Happy đừng ngồi chạy xe lên núi đâu. Khỏi cái nhà của bà mẹ bị bệnh đi nè. Và nếu như mà các bạn thích và nếu như mà các bạn thích Happy với lá chơi nữa thì hãy nhớ làm xe cho mình nha. Và bây giờ thì chúc em mới vui vẻ. Bây giờ thì chúc em mới vui vẻ nha. Bye bye, bye, bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.